Fed tăng lãi suất thêm 0,75 điểm phần trăm, cao nhất gần 3 thập kỷ. Trung Quốc, sản xuất công nghiệp tăng khi Covid-19 vẫn hoành hành. Bỏ quỹ bình ổn xăng dầu liệu có ổn? Nam Long chuẩn bị nhận giải ngân 1.000 tỷ từ IFC. HVN muốn dùng nghiệp vụ sale và leaseback. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Tài chính và Kinh doanh ngày 16 tháng 6. Vừa rồi là phần điểm tin chính của chúng tôi ngày hôm nay. Mời quý vị cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị, lãi suất cơ bản của Mỹ đã tăng 0,75%, lên ngưỡng 1,5-1,75%. FOMC dự đoán nền kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng 1,7% trong năm nay, thấp hơn so với dự đoán từ trước đó. Lạm phát cũng được dự báo sẽ ở ngưỡng 5,2% trong năm nay. Các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã tăng lãi suất lên 0,75 điểm phần trăm, mức tăng lớn nhất kể từ năm 1994, và báo hiệu rằng họ sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong năm nay. Sử dụng các biện pháp quyết liệt để kiềm chế lạm phát tràn lan mà họ không dự báo được. Fed dự kiến sẽ tăng nó lên 3,4% vào cuối năm, ngụ ý rằng sẽ thắt chặt thêm 175 điểm cơ bản trong năm nay. Bên cạnh đó, các quan chức của Fed tiến hành cắt giảm triển vọng nền kinh tế năm 2022 của nền kinh tế số 1 thế giới từ 2,8% trong tháng 3 xuống còn 1,7%. CPI được nâng từ 4,3% lên 5,2% trong năm nay và sẽ giảm xuống ngưỡng 2,2% trong năm 2024. Quyết định của Fed được đưa ra trong bối cảnh lạm phát đạt đỉnh hơn 40 năm. Fed tăng lãi suất nhằm mục tiêu kéo giảm nhu cầu của thị trường, thu hẹp khoảng cách cung, cầu. Vâng, chị Huệ thân mến, ngay sau khi Fed tăng lãi suất thì thị trường chứng khoán phố Wall đã đi lên sau nhiều ngày hỗn loạn. Vậy theo chị, đây có phải là sự hồi phục của thị trường hay không, hay chỉ là tác động trong ngắn hạn? Cảm ơn câu hỏi của Hoài. Thì theo tôi, thị trường đã dự đoán trước được là Fed sẽ tăng lãi suất lên 0,75 điểm phần trăm. Và đúng theo kỳ vọng này, thị trường đã có chiết khấu từ trước đó rồi, nên là thị trường đã có những phản ứng tích cực với thông tin này. Còn việc mà thị trường có duy trì được sắc xanh hay không thì sẽ phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố tâm lý của nhà đầu tư và các yếu tố vĩ mô khác. Và chúng ta đang đón nhận một thông tin tích cực từ nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, đó là Trung Quốc, khi mà nền kinh tế này đã có sự phục hồi trong tháng 5. Mời quý vị cùng theo dõi thông tin ngay sau đây. Dữ liệu kinh tế của Trung Quốc cho thấy các dấu hiệu phục hồi kinh tế trong tháng 5 khi sản lượng công nghiệp tăng 0,7% trong tháng 5 so với cùng kỳ năm ngoái, tốt hơn một chút so với kỳ vọng của thị trường khi các biện pháp hạn chế chống COVID-19 giảm bớt. Sự đi lên trong lĩnh vực công nghiệp được hỗ trợ bởi việc nới lỏng các biện pháp hạn chế COVID và nhu cầu toàn cầu mạnh mẽ, với xuất khẩu của Trung Quốc tăng với tốc độ hai con số trong tháng 5, vượt qua kỳ vọng. Mặc dù dữ liệu cho thấy sản lượng công nghiệp tốt hơn mong đợi, nhưng vẫn còn một số lo ngại về con đường phục hồi của Trung Quốc. Chính quyền Bắc Kinh cảnh báo rằng thành phố đang trong cuộc chạy đua với thời gian, làm tăng thêm lo lắng rằng các đợt phong tỏa tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế và chuỗi cung ứng toàn cầu. Đối với quỹ bình ổn xăng dầu, Bộ Tài chính đã có đề xuất bỏ quỹ này tại dự thảo luật giá. Vậy câu hỏi đặt ra ở đây là liệu có ổn khi bỏ quỹ bình ổn xăng dầu? Tại dự thảo luật giá, Bộ Tài chính đề xuất bỏ quỹ bình ổn giá để đưa xăng dầu vận hành theo cơ chế thị trường. Liệu rằng trong bối cảnh hiện nay, việc bỏ quỹ đã phù hợp? Bởi thời gian qua, Bộ Công Thương nhiều lần khẳng định việc giữ giá xăng dầu trong nước tăng thấp hơn thế giới một phần là nhờ có quỹ này. Bộ Công Thương đã liên tục chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu với mức chi từ 100 đến 1.500 đồng trên lít tùy loại, nhằm bình ổn giá xăng dầu trong nước, điều chỉnh giá xăng dầu trong nước phù hợp với diễn biến của giá xăng dầu thế giới, nhưng mức tăng thấp hơn. Tuy nhiên, tại dự thảo luật giá, Bộ Tài chính kiến nghị Chính phủ xem xét bỏ quỹ bình ổn giá để xăng dầu được vận động hoàn toàn theo cơ chế thị trường. Phó Tổng Thư ký VCCI, trưởng Ban Pháp chế Đậu Anh Tuấn thẳng thắn cho rằng, quỹ BOG xăng dầu hiện nay của Việt Nam là hình thức người dân nộp tiền để bình ổn giá cho mình, trong khi thông lệ các nước không làm như vậy. Chủ tịch Hiệp hội xăng dầu Bùi Ngọc Bảo cho rằng, muốn giảm giá xăng dầu nhanh thì chỉ có mỗi cách là giảm thuế, nhưng đòi hỏi phải có quá trình đánh giá tác động đa chiều. Bởi nếu ban hành quy định này thì phải xác định được khả năng điều hành xăng dầu trong nước, kiểm soát giá và chống buôn lậu xăng dầu ra nước ngoài. Công ty cổ phần đầu tư Nam Long đã phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu cho Tập đoàn Tài chính Quốc tế. Hiện công ty đã hoàn tất các thủ tục để chuẩn bị giải ngân số tiền này.
Nam Long đã phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu cho IFC để đầu tư cho giai đoạn 2 của The Point. Dự kiến Nam Long xây dựng khoảng 5.000 căn hộ theo tiêu chuẩn công trình xanh của IFC, đáp ứng nhu cầu nhà ở của nhóm dân số có thu nhập trung bình. Trái phiếu phát hành có kỳ hạn tối đa 7 năm. Tài sản đảm bảo gồm cổ phần của Nam Long tại công ty con Nam Long VCD và công ty liên doanh Mizuki. Lãi suất cố định hàng năm được tính toán bằng tổng lãi suất cơ bản cố định tính theo Việt Nam đồng, cộng biên độ 3,5% trên năm. Công ty thanh toán lãi trái phiếu định kỳ 6 tháng và gốc trái phiếu được chia đều 3 kỳ thanh toán vào mỗi năm thứ 3, 5 và 7. Vietnam Airlines cho biết sẽ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để khắc phục tình trạng lỗ và âm vốn chủ sở hữu hợp nhất, trong đó có việc bán và thuê lại máy bay. Vietnam Airlines thực hiện đồng bộ 3 giải pháp để khắc phục tình trạng lỗ hợp nhất và âm vốn chủ sở hữu hợp nhất, bao gồm cải thiện kết quả hoạt động kinh doanh vận tải hàng không, phát hành cổ phiếu để tăng vốn, cơ cấu tài sản, thoái vốn tại một số doanh nghiệp có vốn góp. Trong số các giải pháp mà Vietnam Airlines đề cập, đáng lưu ý có bán và thuê lại máy bay. SLB là giao dịch rất phổ biến, được các hãng hàng không trên thế giới sử dụng. Trong quá khứ, SLB cũng là nghiệp vụ được Vietnam Airlines áp dụng từ quý 4 năm 2016. Song con số thu về lại khá khiêm tốn, bởi lợi nhuận không phải là mục tiêu mà Vietnam Airlines hướng đến trong các giao dịch đặc thù SLB, như lãnh đạo hãng này từng khẳng định tại Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2017. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng theo dõi phần tin nổi bật về doanh nghiệp niêm yết trong tuần vừa qua. VHC, Vĩnh Hoàn bán toàn bộ cổ phiếu quỹ, thu lời hàng chục tỷ đồng. TCM, dệt may thành công lợi nhuận giảm 29% trong tháng 5 năm 2022. Giai đoạn 2017-2022, sáng kiến mang lại hơn 2.700 tỷ đồng cho PVGas. SGD, thủy điện cần đơn và khúc cụm từ những khoản vay phải thu khó đòi. OGC, Ocean Group gây choáng, báo lãi hơn 100 tỷ, qua tay kiểm toán lỗ gần 300 tỷ. IDP, giám đốc tài chính sự quốc tế bán xong gần 900.000 cổ phiếu IDP. Vâng, mở cửa phiên giao dịch ngày 16 tháng 6, thì sắc xanh đã bao trùm nhiều nhóm ngành cổ phiếu và điều này đã giúp kéo các chỉ số lên trên mốc tham chiếu. Chỉ số tâm lý thị trường Topi hôm nay ở mốc 24 sau hai cực độ, trong khi phiên tuần trước là mốc 27. Nhóm cổ phiếu thép biến động tích cực trở lại sau vài phiên lao dốc, trong đó HPG tăng 3,6%, VGS tăng 3,7%, HSG tăng 2%. Hôm nay là phiên đáo hạn hợp đồng tương lai chỉ số VN30 và được tính theo phương thức mới. Chính điều này khiến biến động của thị trường về cuối phiên là không còn quá đột biến. Tuy nhiên, nhóm cổ phiếu chứng khoán và bất động sản gây bất ngờ khi vấp phải áp lực bán và lao dốc. Kết thúc phiên, VN Index tăng 22,7 điểm, đóng cửa mốc 1.236,63 điểm. HN Index đóng cửa mốc 287,77 điểm, tăng 4,52 điểm. Phiên giao dịch ngày hôm nay, các mã cổ phiếu có tác động tích cực lên thị trường, gồm có VCB, GAT, VNM. Ở chiều ngược lại, các mã cổ phiếu có tác động tiêu cực lên thị trường, gồm có DIG, VND hay DXG. Đáng chú ý, thanh khoản của thị trường hôm nay giảm nhẹ so với phiên trước. Thanh khoản trên sàn HOSE hôm nay đạt 14.749 tỷ đồng và khối ngoại mua ròng ở mốc 646,1 tỷ đồng. Về bức tranh thị trường vàng, thì gáp vàng vẫn duy trì ở mức cao. Chênh lệch giữa giá vàng SJC so với giá vàng thế giới quy đổi ở mốc 14,81 triệu đồng trên một lượng. Vâng, Hoài thân mến, thì thị trường chứng khoán ngày hôm nay đã có sự phục hồi khá tốt. Thì theo Hoài thì thị trường chứng khoán sẽ có nhịp phục hồi trong dài hạn hay là đây là chỉ là phục hồi trong ngắn hạn thôi? Vâng, đối với câu hỏi này thì cá nhân em vẫn chưa đưa ra được những dự đoán cho thị trường trong thời gian sắp tới, nên em sẽ nêu ra một vài ý kiến từ các chuyên gia. Và có nhiều chuyên gia cho rằng việc Fed tăng lãi suất nhanh sẽ làm chậm lại đà tăng trưởng của nền kinh tế, khiến cho tâm lý bi quan và dòng tiền của nhà đầu tư ngoại có thể sẽ rút khỏi các kênh như trái phiếu hay chứng khoán. Và theo chuyên gia của công ty chứng khoán Ruta thì xu hướng ngắn hạn của thị trường vẫn tiếp tục duy trì ở mức giảm. Do đó các nhà đầu tư trong ngắn hạn có thể tiếp tục tận dụng nhịp phục hồi này để làm hạ tỷ trọng của các mã cổ phiếu tăng trưởng nóng và tập trung vào các mã cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt. Cảm ơn câu trả lời của Hoài. Thì thông tin trên cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.